Nay đang ở quận Bài nè. Gắn dần hai cột lọc, một cột lọc thô với một hạt cọc và hạt nhựa làm mềm nước nhé. Nước này nước thủy cục đi vào. Thì hệ thống nhà này thì hôm bữa mình lắp bơm rồi. Đơn giản là thủy cục sẽ vào bồn này, xong máy bơm của mình sẽ hút từ bồn này để lên trên cao. Máy bơm nó nằm ở dưới cầu thang này. Đây máy bơm hôm bữa mình lắp bồn che kín ở trong kia. Adeno nằm trong kia. Đây là cái vật liệu lọc, những cái bao nhựa, hạt nhựa với vật liệu mình đưa vô tới. Mi biệt ca không? Ờ đúng rồi, ca đúng rồi. Giờ mình sẽ làm một cột hạt nhựa với một cột lọc thô nhé. Hạt nhựa thì mình sẽ luôn xả cái van ra. Van cơ này. Rồi là van bối cửa này, có hút muối và xả muối nha. Là cái này. Cái này sẽ là cột lò làm cho hạt nhựa để mà ngâm muối, xả muối rửa hạt nhựa. Còn cột kia thì lọc thông bình thường thôi. Sao hiểu? Ủa chưa lại ra hả? Em đo giờ mình sẽ đổ vật liệu từ từ thôi, không có gì khó cả. Mình sẽ đổ hạt nhựa vào cột này trước. Cột thứ hai hạt nhựa thì mình sẽ xài hai bao hạt nhựa của Ấn Độ nhé, nhựa của Ấn Độ và một bao sỏi. Sỏi này mình sẽ thả đầu tiên, đổ đầu tiên một bao này luôn cho nó lấp hết cái lọc, xong mình đổ nhựa vào. Cái bao này mày đổ được không Hiếu? Không nặng đâu đúng không? Để chất lên đi chủ lắng quá nhé. Sỏi này là sỏi tuyển, không có để bao kia đâu. Đồ kia này, tủm đâu này đâu kia. Đó. Nhựa của Ấn Độ, Nivea, đây Nivea, công ty của nó và sản xuất tại Ấn Độ luôn ha, Nivea. Đây rồi, cui ra đổ thôi. Okay. Hạt nhựa này. Đây này là hạt nhựa. Không ấn. Thử mới biết được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đổ. Cà này hơi to hả? Cà hơi to. Cà hơi to. Hai tay đi, hai tay hứng đi. Tay này nhỏ quá đúng không? Thực muốn được. Hát lọc. Ok. À, đúng không? Đó. Cái đường đi. Chờ rồi tay ngoài chủ cột mềm. Đó hả? Đúng không? Cột. Bằng cái lọc vô chặt chưa? Nên kiểu cái tạch cái đơn hơn á.